Quan trọng là mình sử dụng sụn để mình làm cái gì và làm có đúng hay không thôi. Chứ những trường hợp mình lấy sụn tay mình làm mũi cấu trúc cho cái đầu mũi thì nó vẫn giữ vậy suốt đời. Mười mấy năm mình gặp lại, mà những trường hợp mà cần chỉnh sửa thêm này kia, mình mở ra mình thấy sụn tay vẫn còn nguyên si. Nhưng mà một số trường hợp người ta dùng sụn tay mà nó bị biến mất, lý do là gì? Người ta nâng mũi bọc sụn, tức là ta dùng thanh độn có cái chân người ta chống cái đầu mũi lên, xong rồi ta sợ bị bấm đỏ đầu mũi, ta lấy miếng sụn tay ta để lên trên. Thì như vậy thì một cái thanh độn để miếng sụn tay lên rồi nó có cái chân nó chống lên nữa thì nó bị chèn ép giữa da và thanh độn, và mạch máu không nuôi đủ nó. À, chính vì chuyện không nuôi đủ đó nó làm cho miếng sụn tay không sống được và nó dần dần nó biến mất đi. À, đó là trường hợp mà vì sao một số trường hợp khách hàng đến cứ nó bắt đừng lấy sụn tay, đừng làm sụn tay cho em. Vì sụn tay em nghe nói làm sụn tay thời gian nó mất hết, nó tiêu hết. À, nó không đúng như vậy ha. Một mảnh ghép của cơ thể mình thì nó, nếu mình ghép vào mà đúng thì nó sẽ sống, mà ghép mà không đúng thì nó sẽ chết. À, nó sẽ tiêu đi. À, còn sụn sườn mà nếu mình làm trụ mũi này kia thì không sao, nhưng sụn sườn để trên sống mũi nó cũng không phải tiêu đi. Nhưng mà một số trường hợp là nó chính vì cái sụn sườn nó có tế bào xương bên trong, cho nên nó thời gian nó cốt khóa lên, nó cốt khóa thành giống như một miếng xương, thành ra nó cứng và nó lộ. Thời gian có thể là mình cảm giác như là nó lộ một cái thanh độn lên trên cái sống mũi. À, đó là một cái vấn đề thôi, chứ còn tiêu đi thì nó cũng không có tiêu hết đi được. Tại vì là nhưng mà khi mình để lên thì nếu mà nó không đủ máu nuôi, không đủ sống thì có thể nó tiêu đi một phần nào đó thôi, chứ nó không thể nào tiêu hết cái miếng sụn sườn lớn như vậy được nha.